Xin chào mọi người, tôi là Kazem đến từ codewithkazem.com. Tôi muốn tìm hiểu bạn cách sử dụng ANFIS trong Python. Tôi hy vọng bạn thích khóa học của tôi. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng ANFIS trong ngôn ngữ lập trình Python. Bạn có thể xem kiến trúc của ANFIS trong trang trình bài này. Hệ thống suy luận mờ thần kinh thích ứng hoặc hệ thống suy luận mờ dựa trên mạng thích ứng, ANFIS, là một loại mạng neuron nhân tạo dựa trên hệ thống suy luận mờ Takasu Geno. Nó tích hợp cả mạng neuron và các nguyên tắc logic mờ. Nó có khả năng học gần đúng các hàm phi tuyến. Tại sao chúng ta cần sử dụng ANFIS? Cấu trúc cơ bản của hệ thống suy luận mờ Mamdani là một mô hình ánh xạ các đặc tính đầu vào đến các hàm liên thuộc đầu vào và sau đó nhập các hàm liên thuộc vào các quy tắc và sau đó các quy tắc cho một tập hợp các đặc tính đầu ra và sau đó các đặc tính đầu ra cho các hàm thành viên đầu ra và đầu ra các chức năng thành viên đối với một đầu ra có giá trị duy nhất hoặc một quyết định liên quan đến đầu ra. Một hệ thống như vậy sử dụng các hàm liên thuộc cố định được chọn tùy ý và cấu trúc quy tắc về cơ bản được xác định trước bằng cách diễn giải của người dùng về các đặc điểm của các biến trong mô hình. Giả sử rằng bạn muốn áp dụng suy luận mờ cho một hệ thống mà bạn đã có một bộ sưu tập dữ liệu đầu vào trên đầu ra. Bạn muốn sử dụng nó để làm mô hình. Ngoài ra, giả sử rằng bạn không nhất thiết phải có cấu trúc mô hình xác định trước dựa trên đặc điểm của các biến trong hệ thống của bạn. Trong một số tình huống mô hình hóa, việc tìm kiếm các tham số của các hàm liên thuộc bằng cách xem xét dữ liệu có thể khó hoặc không thể. Trong những trường hợp này, thay vì chọn các tham số được liên kết với một hàm thành viên đã cho một cách tùy ý, bạn có thể điều chỉnh các tham số của hàm thành viên cho phù hợp với dữ liệu đầu vào trên đầu ra. Kiến trúc ANFIS có thể xác định hai phần trong cấu trúc mạng, đó là phần tiền đề và hệ quả. Chi tiết hơn, kiến trúc bao gồm 5 lớp. Lớp đầu tiên nhận các giá trị đầu vào và xác định giá trị của các hàm liên thuộc. Nó thường được gọi là lớp M. Các cấp độ thành viên của mỗi hàm được tính bằng cách sử dụng bộ tham số tiền đề. Lớp thứ hai chịu trách nhiệm tạo ra các điểm mạnh cho các quy tắc. Do nhiệm vụ của nó, lớp thứ hai được ký hiệu là lớp quy tắc. Vai trò của lớp thứ ba là chuẩn hóa các cường độ đã tính bằng cách chia từng giá trị cho tổng cường độ nung. Lớp thứ tư nhận làm đầu vào các giá trị chuẩn hóa và tập thông số hệ quả. Các giá trị được trả về bởi lớp này là những giá trị đã được xác định rõ và những giá trị đó được chuyển đến lớp cuối cùng để trả về kết quả cuối cùng. ANFIS có một đầu ra duy nhất. Nó có nghĩa là bạn có thể sử dụng dữ liệu có một đầu ra. Bởi vì chúng tôi sử dụng hệ thống Takasu Geno, hệ thống này chỉ có một đầu ra,